Chào tất cả các bạn, hôm nay mình giới thiệu cái cách hàn cặp dây AV như thế nào. Đó thì các bạn cần chuẩn bị, đó là thứ nhất là cái dây tín hiệu đó. Thứ hai là hai cặp giắc AV. Hôm nay mình tháo ra rồi, hai cặp giắc AV, hai đỏ hai đen, và bốn cái con nhiệt cắt sẵn như này đó. Thiếc hàn và mỏ hàn, cái hàn là mỏ hàn đó, là những cái thứ mà mình cần phải có. Ngoài ra còn có một số cái như là kéo để mình cắt dây này, hoặc là cái dao này, dao dọc giấy để mình cắt dây này đó, và kìm để mình tuốt dây tùy. Thì cái này có thể dùng một cái kéo có thể xử lý được hết, nhưng mà thường thì mình hay dùng thêm cả kìm cho nó nhanh. Đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành các bạn nhé. Thì ở đây về cái dây các tín hiệu này, mình sử dụng cái dây của Hitachi, đây này chống nhớ rất là tốt. Đó thì dây Hitachi đó, rắc của nó cũng là rắc Hitachi luôn. Thì tiện mình cũng đang làm cho một bạn một cái bộ dây, thì mình sẽ sử dụng luôn để làm dữ liệu video luôn đó. Đặc điểm của rắc này nó rất là ok. Đó thì mình sẽ vào việc luôn nhé. Đây là cái dây này, thì đầu tiên á mình cần đầu tiên mình sẽ tuốt cái dây này ra. Mình sẽ làm từng dây một nhé. Làm từng dây một. Hai đầu dây này mình sẽ sử dụng thành hai cái giắc đỏ này. Đó, mình sẽ luồn hai cái giắc đỏ vào đây trước. Cái dây này đặc điểm của nó là cái lớp chống rỉu rất là tốt. Lõi của nó là lõi đồng mạ bạc. Mình đang làm cho khách hàng thì mình quay luôn. Ở đây nó có những cái, thứ nhất là cái lớp chống rỉu này mình sẽ sử dụng để mình làm mát. Đó. Còn lại thì các cái dây còn lại thì mình sẽ dùng để làm dây dương đấy. Đó. Tất cả đều chưa biết hình dương. Đối với cả những cái thằng này mình sẽ cắt hết luôn. Dây bạc, lớp các lớp dây bạc này mình tách cho nó kỹ ra. Sau đó là mình tuốt các cái đầu dây này. Tuốt các cái đầu dây này. Chặt nó lại. Về cái dây lõi dẫn của nó thì nó sẽ có dây mát này. Bây giờ nó có dây mát và các cái dây tín hiệu, gọi là dây mát và dây dương. Đó. Thì đối với cái dòng lõi dây AV ấy, thì đây nó là một cái giắc AV này. Đây là giắc AV này thì nó chỉ có một mát và một dương thôi. Đấu rất là đơn giản như vậy. Thì mình chỉ mát đấu vào đây, dương đấu vào đây là xong. Đó. Vì là nó chỉ có hai cái đường nó thôi, cho nên toàn bộ cái phần này này mình sẽ chập tất cả cái dây này thành dây dương, dây này thành dây mát để cho nó sẽ, mình sẽ sử dụng toàn bộ cái lõi dây của nó. Khi mà mình làm mình sẽ cắt ngắn cho nó vừa vào đây, dây kẹp vào đây được, nó để nó không bị thừa. Thì cái động tác này mình chủ động mình đo mình làm thôi. Bốn cái sợi này mình sẽ chập thì nó thành là một. Đó. Sợi này nó hơi nhỏ thì mình chập nó là bốn vào. Thực ra đối với dây tín hiệu thì mình cũng không cần dây lớn đâu, dây nhỏ cũng được. Thực ra một sợi này nó cũng có thể là đủ tải được rồi. Nó không, cái dây tín hiệu nó không phải là dây tải giống như là như loa, giống như dây loa đâu.
cho nên mọi người nếu mà có sử dụng 1 giây ấy, cũng được nhé, không sao cả. Ở đây nó có một cái lỗ này, thì thực ra là nếu mà mình cái mát này mà nó nhỏ thì mình cài vào cũng được, không thì mình hàn trực tiếp, mình hàn trực tiếp vào. Mối hàn thì cần đảm bảo được cái việc là thứ nhất là nó sẽ ngấu, mối hàn là ngấu vào đây. Thứ hai là nó chắc chắn, ngấu mối hàn là chắc chắn. Các cái ở đây vì nó chỉ có hai đường âm và dương thôi, cho nên cái việc mà nó chạm vào rất là khó. Tuy nhiên mình cũng phải kiểm tra cho nó kỹ. Thì toàn bộ cái phần ôm này nó vào như này, thanh ôm này thì nó sẽ ôm một cái phần mát nhé. Nên là mình chỉ cần quan tâm đến cái phần dây dương này thôi này. Đó, toàn bộ dây dương nó nằm gọn ở bên trên như này, và khi mình cố định như này lại á thì nó không bao giờ nó cái khả năng mà nó chạm nó rất là khó. Đó, tuy nhiên là mình vẫn phải cẩn thận hơn, thì mình ở đây mình sẽ ở đây mình sẽ thêm cái phần co nhiệt này vào nữa, co nhiệt màu đỏ này nữa. Đó, thêm cái này vào. Thằng này mình sẽ làm sau cùng. Bây giờ mình đến cái phần dây tiếp theo bên này. Giữa bên này. Mình cho cái vỏ nó vào. Cho hai thằng này vào trước, không không sau này khi mình hàn xong rồi. Mình hàn xong rồi là mình không cho vào được nữa. Lúc đó nó sẽ rất là dở. Thì mình phải cho vào trước. Cái phần dây mát này ra, mối gọn nó vào. Này lúc mà làm các bạn phải lưu ý là mình sẽ lấy hết tất cả các sợi này ra để tránh nó không bị không cho nó lem lên phía trên. Cái này nó chỉ cần một sợi nhỏ thôi mà nó chạm vào là nó cũng sẽ gây ra cái việc chạm mát nhé. Chỉ là một sợi rất nhỏ thôi. Đó, cho nên cái việc này mình làm nó cũng phải tương đối tỉ mỉ á. Mình làm ào ào nhiều khi làm xong lại phải làm lại hoặc quên không kiểm tra là rất nguy hiểm. Đó, mình tách hết ra. Trước khi mình cho dây vào mình sẽ bẻ cái phần này ra để cho nó dễ cho cái việc của mình đút dây vào như thế. Đó. Ở đây mình sẽ có thể đo ướm thử này, cái thằng nhựa này, cái phần nhựa dây này, vỏ dây này nó sẽ nằm ở cái phần mà thanh kẹp này của cái rắc AV đó. Phần mát này thì không nói rồi, nó sẽ nếp xuống đây, bình thường nó có thể chui qua cái lỗ này. Đó, chui qua cái lỗ này để cho nó chắc, nhưng mà thực sự là khi mà mình tra cái mối hàn kỹ rồi ấy, nó rất là chắc rồi đấy. Và nhiều khi là mình cái sợi mát này của mình khi mà nó lớn ấy, mình cho nó chui qua như này nó sẽ kênh lên, nó cũng hơi vướng. Nói chung là xỏ qua được thì cũng ok, mà mình hàn trực tiếp vào đây cũng được, không sao cả. Quan trọng là có một cái mối hàn ngấu, mối hàn tốt. Những trường hợp mà mình cắt nó kỳ nó sắc quá sẽ dễ đứt lắm, thì lúc đó mình cần phải xử lý lại. Mình sẽ tiến hành tra cái thiết này vào đây, tra thiết sẵn nó vào đây, vào phần mát và phần dương. Sau đó là mình chỉ đặt vào và mình chấm một cái là nó sẽ ăn ngay. Hai bên nó đều có thiết mà nó sẽ rất là ngấu và nó rất là
Còn những trường hợp nào mà nó không đủ thì mình có thể chêm thêm. Đó. Đấy, đảm bảo mối hàn nó chắc và nó ngấu, không bị chạm. Lượng thiếc nó phủ nhiều lên này. Mình đây mình sử dụng thiếc cũng tương đối là tốt nên là nó bóng lắm, bóng nó cao. Khi mình bóp chặt vào đấy rồi nó sẽ rất là chắc chắn. Đó. Đó, mình sẽ lên co trong này đâu em. Co này thì có thể mình dùng cái bật lửa cũng được nhé bạn. À, dùng bật lửa được. Mà ở đây mình có cái phần cái máy co này. Mình làm nó thì nhanh hơn chút thôi, nhưng dùng bật lửa ok. Đó. Sau nó làm xong nó sẽ khá là nóng nhé. Nó khá nóng á, mình sẽ cần phải nếu mà mình cần muốn xỏ dây ngay thì mình phải chờ chút, không là nó sẽ bị sun cái thằng này lên này. Chờ chút cho nó nguội đi, mình có thể dùng quạt hoặc là mình thổi qua này. Không là nó sẽ nóng. Thì sau khi mình hàn và co nhiệt xong ấy, thì sản phẩm của nó sẽ như thế này các bạn nhé. Đấy, thì như vậy là mình như thế này là mình đã xong một cái bộ dây AV rồi. Xong bộ dây AV. Chúc các bạn có thể làm được và làm đẹp hơn cả mình làm. Cảm ơn.